Hey yo, sự sorry mọi người, trong hơn 2 tháng qua mình không ra được bất kỳ một vlog nào. Tại vì ở Việt Nam bố mẹ mình bị dính dịch, nó đúng hơn là khu nhà mình kiểu bị phong tỏa ấy. Bố mẹ mình không đi làm được, cho nên mình phải tự cung tự cấp, tự đi làm và tự xử. May mắn thay rằng là mình có để dành được một chút tiền để mà chia sẻ đến cho mọi người đoạn đầu ở một video. Đó chính là mình đi outlet, một trung tâm thương mại bán đồ sale rất là rẻ ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm vòng để xem có cái gì thú vị thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Premium outlet. Mình gặp Logi Canada ở đây này. Mà bây giờ vấn đề của mình là phải đi tìm Nike ở đâu. Mình không biết Nike ở đâu cả. Từ Michael Kors. Michael Kors ở đây. Có nghĩa là nếu mà mình đi xuống đây là đi ra ngoài. The fuck. Không, nhưng mà có chỗ rẽ, mày thấy cái đường kia không? Cái kia okay, có cửa hiệu rẽ xuống rồi. Ok, đi xuống dưới kia đi. Thì mình đi từ ngoài vào xong đi dọc ngang ba hàng đường rồi. Yeah, ok. Thì cái hàng cuối là cái hàng mà mình muốn đi nhất này. North Face này. Ờ, North Face, yeah. Thì mình xuống hàng 3. Ok. Đứng ở Nike Outlet và đông vãi cả đái. Cửa hiệu chỉ vừa mới mở khoảng 5-10 phút thôi á. Mình nghĩ là mình sẽ không có giày ngon rồi. Nó có cả đôi Space Hyper này. Không biết bây giờ còn giá không? Hồi trước thì được giá. Hết rồi. Giá rồi, không còn. Size sao bao nhiêu ấy? Đây nè, size 10.5, size của tao luôn. Share 89 đô. Ôi, sale một nửa. Ôi. Nhưng mà đây toàn giày, kiểu giày bóng rổ à? Ừ đúng rồi em. Anh kiếm Jordan mà chắc không có. Ôi, phiệu gót này á. Phiệu gót đấy. Phiệu gót size bao nhiêu ấy? Đợi mình không lộ chuyện. Sao hộp giày sao? Ui, còn 130. Phải size 10 không? Sao bé ấy nhỉ? Không, nhưng mà thật, đôi phiệu gót này không hot. Chỉ là nó mang danh phiệu gót thôi. Mẹ tao vẫn còn đôi ở đây nè. Size 10 không nào? Nike ACG. Xem bữa nào không? Tôi cổ mắt. Bữa nay mình không kiếm được giày ngon rồi, hết giày rồi. Đây, pick up của người anh của chúng ta. Fit của mình ngày hôm nay, mặc một chiếc áo, một cái túi quá lâu rồi chắc không phải nói nữa. Áo Wailalish, Murakami, Uniqlo, quần của OG và đôi này, lâu lắm mình mới mang ra ngoài đường đấy. Giày Stan Smith Swarovski của mình mua trên kệ là giá 120. Mình đã hỏi chúng nó là giá trên kệ là giá sale đúng không? Đúng vậy, mình còn được giảm đến 40%, thêm 10% email nữa là 50%, là mình chỉ có 80 đô cho một chiếc giày. Và đây là outlet của Adidas. Có không có gì đâu mọi người, đừng có mong. Đây là quả kem mà mình thèm ăn nó lâu lắm rồi. Trên YouTube, trên Instagram nó quảng cáo nhiều lắm. Thì mình đang ở van xong mình vừa kiếm thấy một đôi đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà trong cái đôi đấy khá là đẹp. Mình cảm thấy thế thôi chứ mọi người thấy thế nào thì tìm mọi người nhé. Đây là đôi giày mà mình mê này. Nhìn đỉnh quá ấy, như kiểu Chicago Off-White ấy. Dang. Và đây là nó sắp xếp theo ôm là nam, size này size 9.5. Của mình đây size 10. Mình sẽ đi sùng size 10, size 10.5 coi những có đôi nào đẹp không. Mình thấy thiết kế này lạ quá, nhìn mới, như kiểu Thrasher ấy. Mình thì mình chơi hết cả size 10, size 10.5, size 11. Bởi vì size 10 là cái size fit của mình và mình có thể mặc hơn như thế nữa. Ở bên đây á, cái bảng này nó có nghĩa là khi mà bạn mua đây, buy a shoe on sale, get 10% off a shoe on sale. Có nghĩa là khi bạn mua một đôi giày với giá đã được sale rồi, bạn sẽ được sale thêm 50% nếu mua đôi thứ hai mà với giá cũng đã được sale luôn. Còn đôi này của mình thì nó không có sale. Không có sale. Giá gốc luôn, 90 đô luôn. Đen thật sự. Ok, bây giờ mình đang nghỉ một chút để mà ăn. Thì phần ăn của mình đây. Mình ăn General Tao này. General Tao là một món gà sốt của Trung Quốc, gọi là nổi tiếng ở bên này luôn. Ai cũng phải biết khi mà ăn đồ Trung Quốc. Xa xíu và cả tofu và cơm chiên. That's it, enjoy. Mình rất là bất ngờ với những món đồ mà mình mua được. Bởi vì những món đồ mà mình mua tuy ít nhưng nó phối thành một bộ đồ rất là đẹp. Thì đầu tiên mình có một chiếc quần này từ thương hiệu Vans, một chiếc quần với phối màu nâu theo kiểu của Travis Scott. Mình thấy bây giờ rất là nhiều bạn mặc theo phong cách cái màu sắc của Travis Scott. Mình thấy họ mặc theo phong cách casual wear skater rất là nhiều và mình đang muốn mặc theo phong cách như vậy để cho nó thoải mái. Và sắp tới đây cũng là mùa thu nữa, mình có thể diện lên những chiếc quần dài, những chiếc áo khoác nhìn nó chất, nó đẹp hơn rất là nhiều so với việc mặc quần đùi phông trong suốt mùa hè vừa rồi. Thì một chiếc quần này thì cũng không có quá là gì đặc biệt đâu. Chiếc quần này là mình mặc size 34, mình khá là thích. Và chiếc quần này là slim fit,
Đối với những bạn mà đùi to như mình ấy, thì mình khuyên các bạn đừng nên mặc skinny jeans, mà các bạn hãy mặc những cái slim fit này, regular fit, hoặc là những cái fit nào mà nó không có quá ôm và bắp đùi. Cùng với một chiếc quần của Vans, mình mua luôn một chiếc áo khoác. Thì điểm đặc biệt của chiếc áo này, nó có những cái sợi chỉ màu trắng. Họa tiết của nó nhìn cũng khá là ok. Mình rất là thích cái thiết kế này, nó làm cho chiếc áo nó không có bị đơn điệu, chỉ một màu đen, và làm cho chiếc áo trở nên đặc biệt với một cái đây mọi người, cho mọi người cùng xem luôn. Đây một cái điểm khá là thú vị, đó chính là một dấu son môi ở ngay cổ áo, nhìn nó khá là đi đĩ. Và chiếc áo này là mình mặc size L. Mình thường mặc những chiếc áo khoác là size M, nhưng mà dạo gần đây mình cảm thấy người mình hơi to ra do đi tập gym, cho nên là mình nâng cấp những chiếc áo lên size L. Tùy chiếc áo rồi nhá, có những chiếc áo mình mặc size M rất là fit. Yep, ở đây mình có một đôi Stan Smith collab với cả Swarovski. Nếu mà mọi người không biết thì phiên bản Stan Smith bình thường là chiếc hộp màu xanh nước biển, nhưng mà chiếc hộp này là chiếc hộp màu trắng, và mình thấy nó làm rất là xịn, kiểu mở ra như vậy này. Kiểu mình rất là bất ngờ luôn khi mà cái hộp nó được thiết kế đẹp đến như vậy ấy. Thì đôi này là size 9.5, bình thường mình sẽ mang size 10 cơ. Nhưng mà đối với Adidas ấy, tùy dòng giày nhá, đặc biệt là Stan hoặc là mấy đôi kiểu casual wear giống như vậy, Superstar ấy, mình mang 9.5 hoàn hảo luôn, là size 43 ấy. Và lý do tại sao mình mua đôi này thì với phong cách mà mình đang hướng tới hiện nay, phong cách nó hơi đi một tí, thì ở phần gót giày, cái chữ Stan Smith ở đây được đính đá pha lê lên nhìn rất là kiểu bling bling. Và một điểm nữa đó chính là ở ngay cái lưỡi gà, logo của Stan Smith cũng được làm bling bling lên. Bên cạnh đấy chúng ta còn có cả tag giày ở đây nữa này. Bên cạnh đó thì cái phần midsole, cái phần đế giày ấy, nó cũng được làm với cái phối màu nó vintage hơn, kiểu màu kem ấy, nhìn nó không có bị đứng đắn quá, và khi mà mang vô ấy, nếu mà có bị dơ thì sẽ không có quá là sót. Mình cực kỳ thích cái thiết kế ấy luôn. Và đây là hai món đồ cuối cùng, hai pack vỡ mình mua ở Nike. Nói thật nhá, lúc mà mình tới Nike ấy, thì ở trong video đoạn đầu tiên mọi người cũng có thể thấy mình rất là excited về việc vào Nike. Có lẽ mình sẽ cốp được một vài món đồ nào đấy, hai bịch vỡ dài phù hợp cho mùa thu và mùa đông sắp tới đây. Sau khi mà mình vào và mình ra khỏi Nike Outlet ấy, mình thấy hơi thất vọng một chút xíu. Có thể là do mình đến trễ không khám được giày tốt, hoặc cũng có thể là trong thời điểm này giày của Nike vẫn không có những cái phiên bản xịn sò. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mình sẽ xin hứa với mọi người rằng là mình sẽ ra những vlog tiếp theo hơn cho mọi người nhé. Nếu mọi người thích video của mình thì hãy like, share và đặc biệt hãy nhấn subscribe để ủng hộ cho mình. Và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Peace guys.